Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ở đây có cái bản 2 thì có một cái câu mà tôi thấy
đàn sáo đen xà xuống mổ ngu hư. Mổ thì con sáo nó mổ nó xà xuống như này, nhưng mà tác giả viết là mổ ngu hư, tức là một không gian rất ảo, một không gian ảo. Mà cái ảo này ở trong câu chữ, nó không phải là cái ảo của máy tính. Ảo của máy tính là những cái hình ảnh mình đương nhiên nhìn lên trên máy tính này, mình nhìn thấy những hình ảnh ảo. Còn cái ảo trong từ ngữ, trong tiếng Việt của chúng ta, nó được cấu tạo bởi những cái từ, và từ này là từ lái vu vơ. Những châu bò thông thả húi ăn mưa, chúng ta có biết được đó, chúng ta có ăn được mưa à? Mà cái dùng từ ăn mưa là cái từ rất lạ, là ăn những giọt mưa à, hay là ăn cái không khí mưa, đấy là một câu ảo của ngôn ngữ. Thì ngôn ngữ văn học nó là những thể hiện một cái tâm hồn, một cái trí tưởng tượng, một cái không gian ảo từ trong tâm hồn người viết ra câu chữ à. Hiện nay người ta đang có cái hiện tượng như thế này, tức là các em bé ngồi xem TV nhiều quá, từ một bố mẹ cho từ 1 đến 3 tuổi là cứ về nhà là chỉ ngồi xem TV, xem máy tính thế nào, nên các em đó tự dưng chậm nói, không biết nói, rất chậm nói. Tại sao lại như vậy? Tại vì các em chứ không tập thể hiện được cái không gian nào vào từ ngữ. Chúng ta phải biết là văn học nó là một cái bộ môn của từ ngữ, chứ không phải là bộ môn của hình ảnh. Chúng ta phải tập để thể hiện suy nghĩ, lời nói của chúng ta bằng từ ngữ. Và những cái từ ngữ như một nữ sĩ tên thơ của đất góc xa chúng ta đã phải là những từ ngữ rất là đẹp. Bà tả cảnh, tại sao hôm nay hỏi các bạn là lúc nào sẽ hết con người, bởi vì trong toàn khổ thơ này, từ đoạn đầu, đoạn thứ hai, hoàn toàn bà tả cảnh, tả về mưa này, tả về những con đò trên sông này, tả về quán tranh này, tả về hoa xoan này, tả cỏ này, tả sáo đen này, tả châu bò này, mãi đến cuối cùng mới có xuất hiện một con người. Lũ cỏ con chốc chốc một bay ra, làm dần mình một cô nàng đến thắm. Cái cuốc cào ruộng, cỏ ruộng sắp ra hoa, tức là cào cái cỏ ruộng, cái cỏ ruộng này nó đã sắp ra hoa, tức là cỏ ruộng này nó cao lắm rồi. Đấy, chúng ta phải, bây giờ chúng ta muốn tả được nông thôn, chúng ta phải đi quan sát, và cái quan sát đấy là quan sát cảnh và người. À, chúng ta xin quay lại. Bây giờ rất nhiều người đặt vấn đề là học văn để làm gì? Bây giờ muốn học, muốn đi làm, muốn có kỹ năng sống, muốn tìm được những nghề nghiệp tốt, kiếm được nhiều tiền, thì chúng ta phải học toán, lý, ngoại ngữ, học tiếng Anh, học rất là nhiều thứ khác. Thì chúng ta học văn có lợi gì không? À, bây giờ em nào cho biết học văn để làm gì nào? Một em xung phong. À, mời em lên trên này. Sao con là học văn để làm người? Một nhà văn đã từng biết là con học về nhân học. Em có biết nhà văn nào là người chơi không? Nhà văn Maxi Gorky ạ. Tuyệt vời.
sân thương nó chảy bây giờ đèn theo mưa ngõ anh cho ngọn ngào. À, đèn theo mưa ngõ anh này. À, rồi cũng là một phát sinh nhưng mà theo tôi được biết thì sân thương còn có mà cái thời cô còn đóng đêm ấy là cô được học ở Bắc Ninh, mà khi ngày mai thì còn là chung cuộc tình thì còn là tình nhau ạ. Thì tôi đã phải đi từ dòng sông Mố qua dòng sông Cầu rồi mới đến được dòng sông Thương để đi thi học sinh giỏi. À, thì lúc đấy tôi được nghe một câu như thế này: sông Thương nước chảy đôi dòng, bên trong bên dục đau lòng hay chưa. Đấy, thì là có thể có một em cũng là một câu cũng nói về sông Thương. Xin mời em nào có thể không quên nào.
người nước trong mây, hoa dục từng quá bàn cảm giác, lũ trường trường nhớ anh ngẩn ngơ mây, trên đê cỏ rực diều xa nước sợ, ngắm đồng chán nản lắm tay nghe, trong thôn xóm quá vàng nghi ngút khói, gió âm vang tiếng trống cũng ra hè, trên những đò ngang chưa ghé tới, khói năm chiều đã thoảng tiếng chuông mơ, bọn chờ thuyền nhìn nhau đang sợ tối, bỗng dùng mình như cảm thấy hơi sương. Ở trong bài thơ này thì nó có thời tiết trước tất cả những cái sự thay đổi của thời tiết.
thì chúng ta luôn luôn nhớ rằng con người phải hiểu biết thiên nhiên. Ở Nguyên Du trong tác phẩm truyện Kiều cũng có rất là nhiều loại tả vẻ luôn luôn gần làm cho con người gần với thiên nhiên, làm cho con người thấu cảm với thiên nhiên và con người tôn trọng thiên nhiên. Chỉ có tôn trọng thiên nhiên thì khi ấy thiên nhiên mới tôn trọng, mới bảo vệ lại cho con người chúng ta. Nếu chúng ta làm, chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta có khoa học kỹ thuật, chúng ta tàn bạo với thiên nhiên, thay đổi hình dạng sông núi, thì lúc ấy có khi chúng ta phải chịu những cái hậu quả. Và đó chính là điều văn học dạy chúng ta. Văn học khác với khoa học kỹ thuật ở chỗ là văn học nhìn toàn bộ phong cảnh thiên nhiên của chúng ta trong một tâm lý như là một tâm lý con người. Chúng ta cảm thấy ở cỏ cây hoa lá, ở những con vật, ở toàn bộ đời sống của chúng ta nó có tâm hồn ở trong đấy. Và các nhà văn viết cho chúng ta thì luôn luôn nhân cách hóa tất cả mọi sự việc và để cho các em được sống trong một thế giới tưởng tượng nó có phần nào để mà giải quyết những cái bế tắc ở trong khi chúng ta gặp những cái tình huống khó khăn xảy ra bằng những cái bảo bối. Những cái bảo bối này là máy móc, là những cái dụng cụ khoa học mà sau này chúng ta sẽ được phát minh ra trong hiện tại và trong tương lai. Ở đây là một cái ước mơ của con người và nhân vật là một người lạ, mới lại một cô bé, một cô bé này cũng là một người rất là bình thường, không có gì siêu nhiên cả. Nhưng mà tất cả chúng ta đều phải sống trong với rất là nhiều khó khăn và một người lạ ấy sẽ giúp chúng ta vượt qua được khó khăn. Đấy là cái ý nghĩa của cái tác phẩm truyện tranh đã được tặng cho trẻ em trên thế giới yêu quý. Các nhà, bây giờ một em sách bình thường thì không còn, nhưng mà tôi chắc là em sẽ
Làm nên một sự kiện xuất bản như hôm nay.
người Việt Nam chúng ta rất thông minh, các em sinh viên Việt Nam rất muốn cách thế giới, rất muốn hiểu thế giới, và chúng tôi quyết tâm làm ra một cuốn sách để cho trẻ em Việt Nam được hòa chung niềm vui với trẻ em châu Á, Thái Bình Dương, trước hết là ở tỉnh Việt Nam. Thì lúc ấy từ dự cuốn sách khi đưa ra thì được tất cả nhân dân hoan nghênh, được các em được chứng minh nhiệt liệt hôm nay, thì đấy đó là một cái thành công ngoài sự tưởng tượng của chúng tôi. Và thưa xin được quay lại cái câu cảm ơn, chúng ta phải biết nuôi cảm ơn và chúng ta phải biết nuôi ước mơ, để khi nào chúng ta có điều kiện thì cái ước mơ, cái cảm ơn của chúng ta sẽ bật lên thành một hành động, và hành động đó sẽ đem lại niềm vui hạnh phúc cho rất nhiều người, và tất nhiên là mình tưởng tượng cái niềm vui hạnh phúc đấy. Của một em thiếu thị là một cảm hứng
Cô giáo thả, thầy giáo, cô giáo, người ta, cô giáo, 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 cô giá